xem vận hạn năm 2024 đối với người tuổi Tý. Theo tử vi năm 2024 sẽ là một năm đầy năng lượng đối với những chú chuột. Tuy nhiên, bạn cần phải tập trung giải quyết những thách thức khó khăn trong cuộc sống, tránh bị mất tập trung và phân tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt. Hãy sử dụng sự thông minh và quyết đoán của mình để đưa ra những quyết định sản xuất trong toàn bộ cuộc sống của mình. Xem vận niên năm 2023 đối với người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang năm 2024, năm nay sẽ là một năm đầy thử thách trong công việc đối với người tuổi tỷ bạn cần phải cố gắng hơn để đạt được mục tiêu của mình và chú ý đến chi tiết trong công việc nếu bạn làm việc nhóm hãy hợp tác tốt với đồng nghiệp và tránh gây gỗ trong nhóm nếu bạn muốn thăng tiễn trong công việc hãy tích lũy kinh nghiệm kiến thức và cố gắng tự hoàn thiện bản thân hai luận về phương diện tài lộc năm 2024 sẽ là một năm ổn định về tài chính đối với những chú chuột. Bạn có thể gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng lớn và rủi ro thấp. Hãy tiết kiệm và đầu tư thông minh để tự tạo tài sản và bảo vệ tài chính cho tương lai của mình. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Năm 2024 có thể có những xung đột hay bất đồng ý kiến với người bạn đời, bạn bè hoặc người thân trong gia đạo. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề lớn và nếu bạn có thể giữ được bình tĩnh và tránh xung đột thì mọi việc sẽ dần trở nên ổn định hơn. Luận về phương diện sức khỏe bước sang năm giáp thân có thể là một năm đầy thử thách đối với người tuổi Tỷ. Bạn có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi hay các bệnh về hô hấp. Tuy nhiên, nếu còn giáp này có sự chăm sóc sức khỏe tốt, ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách, bạn có thể vượt qua những thử thách này và duy trì sức khỏe tốt cho mình xem vận hạn năm 2023 đối với người tuổi Tý luận về các tháng trong năm. Tháng 1 Tháng đầu tiên của năm mới, may mắn về tài lộc không có lợi, đồng thời mắc phải nhiều sự lãng phí, khó khăn với người tuổi Tý. Đối với gia đạo, mọi thứ ổn định và mặc dù có xảy ra mâu thuẫn nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết sức khỏe trong tháng 1 âm lịch sẽ khá khỏe mạnh và nếu gặp phải bệnh tật sẽ hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, trong công việc kinh doanh, việc tìm kiếm sự thành công vẫn chưa có sự thuận lợi. Tháng 2 âm lịch Bước sang tháng 2, người tuổi tí sẽ phải đối mặt với sự tương khắc gây khó khăn trong gia đình, công việc, kinh doanh. Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa, có thể gặp phải những trở ngại và những sự khó khăn. Hơn nữa, trong tháng 2 âm lịch có khả năng xảy ra thay đổi trong công việc hoặc có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Tháng 3 âm lịch Mặc dù công việc chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng người tuổi tí sẽ gặp được sự giúp đỡ từ những người quỷ trọng, giúp giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, tình hình tài chính cũng có sự cải thiện đáng kể. Khi có kế hoạch xuất hành đi xa, bạn cũng sẽ gặp may mắn và mở rộng cơ hội trong công việc. Tuy nhiên, hãy chú ý tới sức khỏe, đặc biệt là liên quan tới lưu thông xe cộ, có nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới máu và huyết áp. Tháng 4 âm lịch Tháng 4 âm lịch, gia đạo gặp nhiều khó khăn về hòa khí, đồng thời công việc kinh doanh cũng không được thuận lợi. Khi có ý định xuất hành đi xa, hãy chú ý đến an toàn giao thông, tránh đầu tư tiền bạc vào các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý những tranh chấp liên quan tới tiền bạc. Tháng 5 âm lịch Tháng 5 âm lịch, người tuổi tỷ sẽ phải đối mặt với những thay đổi về môi trường sống hoặc công việc kinh doanh. Ngoài ra, khả năng xung đột tranh chấp là cao, vì vậy hãy tránh lỗ mạng và lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn có ý định đầu tư, hãy cẩn trọng với việc hủy nguyên vốn. Đối với việc xuất hành đi xa, thường không thuận lợi về mặt sức khỏe và mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Tháng 6 âm lịch, tháng này có xu hướng tiêu pha nhiều tiền bạc và sự thay đổi trong công việc cuộc sống. Đây là thời điểm để tự suy nghĩ đánh giá lại cuộc sống gia đình cũng như xác định hướng đi mới trong công việc. Bên cạnh đó có tin vui liên quan tới gia đạo, sức khỏe có thể xuất hiện một vài vấn đề đau ốm nhưng sẽ mau khỏi nhanh bệnh. Tháng 7 âm lịch Người tổ tỷ trải qua giai đoạn đầy may mắn thành công trong công việc, đồng thời được hỗ trợ từ quỹ nhân thêm vào đó, tình hình tài chính sẽ được cải thiện hơn trong tháng này. Nếu con giáp này có kế hoạch xuất hành đi xa sẽ gặp may mắn, cả về sức khỏe lẫn công việc. Tháng 8 âm lịch, tháng này mọi việc không diễn ra như kỳ vọng của người tuổi tỷ. Công việc kinh doanh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, có thể có người cố ý gây cản trở mong muốn đạt được thành công và danh tiếng trong sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, tiền bạc sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và việc xuất hành đi xa cũng mang lại những xung đột và rắc rối. Tháng 9 âm lịch Tháng này, mọi việc không diễn ra như đúng kỳ vọng. Trạng thái tháng trong tháng bình thường Công việc và kinh doanh có thể đối mặt với một số khó khăn nhưng sẽ được hỗ trợ từ quỹ nhân. Trong tháng không nên thay đổi công việc hoặc thiết lập liên kết kinh doanh mới, hãy tập trung vào công việc hiện tại. Về mặt tài chính không có sự tăng trưởng đáng kể. Tháng 10 âm lịch, bước sang tháng 10 mọi việc diễn ra trong trạng thái tốt đẹp. Tháng này tiền bạc sẽ thuận lợi mang tới tài lộc. Ngoài ra mọi sự nỗ lực trong công việc, kinh doanh đều gặp những may mắn. Mặc dù việc xuất hành đi xa đòi hỏi phải tốn chi phí nhưng lại mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Tháng 11 âm lịch Tháng này, người tuổi tỷ được khuyên nên hãy tập trung đặc biệt vào sức khỏe và công việc kinh doanh. Cần lưu ý rằng, việc xuất hành đi xa trong tháng này không được khuyến khích, vì có nguy cơ mắc bệnh hoặc gặp trở ngại, đồng thời có gặp phải nhận rắc rối xung đột. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, con giáp này có khả năng gặp gỡ những người quỷ nhân để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sức khỏe vào tháng cuối năm này không được tốt cho lắm, có thể gặp phải một số vấn đề đau ốm. Ngoài ra, tình cảm gia đạo có thể đổi mặt với những thách thức và có thể xảy ra những sự không thuận lợi và chuyện buồn đưa tới xem tử vi năm 2024 của người tuổi Tỷ luận về giới tính. Người tuổi Tỷ vào năm 2024 đối với nam mạng. Dự đoán năm 2024, công việc kinh doanh của nam mạng người tuổi Tỷ sẽ trải qua những thay đổi quan trọng, mang tới cơ hội và thách thức mới, Tuy nhiên, tình cảm gia đạo trong năm dễ gặp khó khăn, xung đột, đòi hỏi sự tập trung, sẵn sàng quyết tâm. Về tiền bạc, sẽ ổn định, tuy không mang lại lợi nhuận khá lớn. Khi đi du lịch hoặc xuất hành đi xa, cần chú ý tới sức khỏe và đảm bảo các biện pháp phòng ngừa để tránh rủi ro không mong muốn xảy ra. Tử vi người tuổi tỷ năm 2024 luận về nữ mạng Đối với nữ mạng tuổi Tỷ trong năm Giáp Thìn, dự báo sẽ gặp nhiều thách thức và trở ngại trong mặt gia đạo và tiền bạc. Cần chú trọng giữ gìn hòa khí và tìm cách giải quyết các mâu thuẫn để duy trì cuộc sống ổn định trong gia đình. Về mặt công việc kinh doanh có thể không thuận lợi, vì vậy nên tập trung vào việc củng cố và phát triển kỹ năng, đồng thời tránh mô cầu quá cao trong sự nghiệp.